Kính chào quý khán giả và bà con đang theo dõi bản tin Kinh tế Nông nghiệp của truyền hình Hậu Giang. Ngọc Như tôi thấy là đậu phộng rang hay đậu phộng luộc gì cũng là món ăn vặt của nhiều chị em phụ nữ. Nhưng mà có nhiều người lo là ăn món này sẽ bị tăng cân. Còn Ngọc Như thì sao? Tôi thì cũng rất là thích ăn những cái món ăn vặt như thế này, cho đến là nấu chè hay là nấu canh. Tôi thì không có sợ béo đâu ông Hùng, bởi vì theo nhiều nghiên cứu cho biết thì loại thực phẩm này chứa lượng protein, rồi chất chống oxy hóa, chất xơ, calo, nhưng mà giúp cho chúng ta tăng cường cái cảm giác là no và ít ăn vặt hơn rất là nhiều. Bởi vậy mà đậu phộng thường có mặt ở trong chế độ ăn kiêng nữa. Đậu phộng cũng có ích trong việc làm đẹp, rồi còn bổ sung chất dinh dưỡng cho cơ thể. Và trong lúc này cũng mang lại niềm vui cho người trồng. Thông tin chi tiết sẽ có trong bản tin hôm nay cùng nhiều nội dung đáng quan tâm khác. Nông dân trồng đậu phộng thu hoạch trong niềm hứng khởi vô biên. Chàng thanh niên nuôi con ăn đêm ngủ ngày rồi đẻ ra hàng trăm triệu mỗi năm. Tây Ninh tiếp tục khẳng định thương hiệu của trái cây đặc sản làm nên tên tuổi của vùng. Thưa bà con, cây đậu phộng là tên gọi ở miền Nam, còn miền Bắc thì bà con thường gọi là cây lạc. Loại cây này sống khỏe được ở cả ba miền, bởi điều kiện khắc nghiệt cỡ nào thì cũng vượt qua được. Nhất là ở miền Tây lúc này đây, hạn mặn đang tấn công gay gắt nên là trồng cây này là đúng thời điểm luôn. Thưa bà con, bởi vậy mà bà con rất là phấn khởi, vừa không ảnh hưởng gì trong tình hình hạn mặn mà thu hoạch có năng suất, giờ đựng cái là giá cao nữa. Tại huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, nơi trước kia có diện tích trồng đậu phộng nhất nhì đồng bằng sông Cửu Long, nhưng nay nhiều nông dân không còn mặn mà với loại cây trồng này vì chăm sóc vất vả, thiếu nhân công trong thu hoạch. Nhưng bà con vẫn giữ lại một diện tích để trồng, rồi tận dụng nguồn phế phẩm như dây đậu để làm thức ăn trong chăn nuôi. Toàn huyện xuống giống hơn 200 hecta, hiện đang vào mùa thu hoạch, thương lái mua với giá 25.000 đồng một ký với đậu đã phơi khô, tăng hơn 3.000 đồng một ký so với cùng kỳ năm trước. Mỗi nông dân sau khi trừ chi phí còn lời khoảng 3 triệu đồng một công. Thời tiết thuận lợi, cây phát triển tốt nên năng suất đạt cao, trung bình 3 tấn 3 một công. Mỗi lần mà nghe một loại nông sản nào có giá là mừng cho bà con mình như lắm luôn đó ông Hùng. Mà hồi nãy thì có nói đến phụ phẩm của đậu phộng bà con dùng để làm thức ăn. Thì phụ phẩm của lúa đó chính là rơm, bà con cũng tận dụng để bán cho các chủ trồng nấm. Và lúa thu hoạch cũng lâu, rơm rạ chất nấm cũng được một mùa rồi và đang độ thu hoạch rộ đó. Để mà xem coi giá nấm như thế nào, mà tôi nghe nói là hơi nghịch lý một chút xíu, là giá giảm mà tại sao bà con lại vui. Thì lý do gì sao? Mời bà con cùng tìm hiểu. Do nguồn cung tăng, giá nấm rơm ở thành phố Cần Thơ và các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện giảm từ 5.000 đến 10.000 đồng một ký so với cách nay khoảng 2 tuần. Tuy nhiên, mức giá giảm vẫn còn ở mức cao, nên giúp bà con trồng nấm có thu nhập khá. Nấm loại 1 có giá 60.000 đồng một ký, nấm dù tầm 35.000 đồng một ký. Giá giảm do nguồn cung rơm tăng, bà con tăng cường chất nấm kiếm thêm thu nhập, vì mỗi vụ chỉ kéo dài tầm 1 tháng là thu hoạch. Mỗi công đất chất nấm, nông dân có lời tầm 20 triệu đồng. Theo nhiều người có kinh nghiệm thì trồng nấm rơm vốn đầu tư không nhiều, nhưng muốn trúng mùa phải đổi mới nơi chất nấm, chứ không thể chất liên tục nhiều vụ trên cùng một nền đất. Và đó cũng là một cái bí quyết thưa bà con. Và cũng có thể giúp cho bà con nào mà trồng nấm lưu ý thêm để có những vụ mùa trồng nấm trúng. Và thưa bà con, nếu như người trồng nấm vẫn còn lời nhiều thì người nuôi vịt chạy đồng đang canh cánh cái nỗi lo thua lỗ, trong khi các đông xuân là mùa chạy vịt rộ nhất mỗi năm. Mỗi chuyến chạy đồng như vậy thì chủ vịt có thể là tá túc ở bất kỳ đồng lúa nào mới cắt, mỗi nơi tạm trú dài 3 ngày. Sáng lùa vịt đi, rồi tối lùa vịt về để mà nhốt tạm cạnh những cái bờ kinh gốc ruộng. Cuộc mưu sinh cứ rài đây mai đó cho đến khi mà cắt thửa ruộng bước vào vụ gieo xạ. Vậy mà gặp cảnh lao đao thua lỗ nữa thì thật là quá buồn. Mùa vịt chạy đồng thường bắt đầu khi vụ lúa vừa kết thúc, rộ nhất là vụ đông xuân hàng năm. Đàn vịt được lùa từ đồng này sang đồng khác để chúng ăn vét lúa ruộng, ốc, dế. Nhờ đó mà người nuôi đỡ tốn khoản tiền mua thức ăn cho vịt. Đa số bà con nghèo ít đất sản xuất mới chọn nghề này, nhưng cả năm nay gặp nhiều khốn đốn. Trứng vịt giữ mức trung bình thấp, lúc này còn khoảng 1.500 đồng một trứng. Có tăng cũng không quá ngưỡng 2.000 đồng. Nhưng với giá bán ra,
hơn 2.000 đồng mới mong có lời. Trong khi đó, người nuôi phải chịu rất nhiều khoản chi phí đổ dồn, từ tiền vận chuyển đàn di trú, chi phí phòng và chữa bệnh cho đàn, rồi đến tiền mua đồng, bơm nước lên ruộng để cho vịt ăn. Muốn giàu nuôi cá, muốn khá nuôi heo, muốn nghèo nuôi vịt. Nhưng mà dù biết như vậy, nhiều người đến nay vẫn còn bám với nghề vịt chạy đồng. Phần nhiều đây là bà con không có hoặc là ít đất sản xuất, chịu khổ cực quanh năm nhưng mà phải ráng làm bởi vì gắn bó đã quen. Một phần là vì chưa tìm được sinh kế khác. Thưa bà con, cũng mang họ chuột nhưng mà không phải là chuột. Chúng thích ăn đêm, ngủ ngày nhưng mà thịt thì được xếp vào loại đặc sản ngon, mát và giàu đạm. Ngon như vậy nhưng món ăn chế biến từ chúng thì không thông dụng ở các quán ăn, một phần cũng vì không có đủ nguồn cung. Phần khác nữa là vì giá thịt của chúng cũng cao. Thưa bà con, vật nuôi mà tôi và chị Ngọc Như vừa nhắc đến đó là con dúi. Nuôi con dúi thì vốn đòi hỏi kỹ thuật và kinh nghiệm. Nhiều người từng thất bại và mất vốn chứ không phải là dễ ăn đâu chị Ngọc Như. Nhưng mà một nông dân ở Quảng Nam đã mạnh dạn chọn dúi để mà gắn bó từ khi bắt đầu lập nghiệp đến nay. Và bằng nỗ lực của chính mình, đến nay anh đã có được số vốn kha khá từ nghề này. Anh Tô Văn Bình, 36 tuổi, ở xã Đại Chánh, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam, từ bỏ công việc về quê với tâm huyết làm giàu từ mô hình nuôi dúi. Cách này 3 năm, với số tiền gần 30 triệu đồng, anh bắt tay xây một chuồng nhỏ, diện tích chỉ khoảng 4 mét vuông theo kiểu nhà tầng để nuôi thử nghiệm 2 cặp dúi rừng. Lúc đầu vô cùng khó khăn, bởi thế anh phải bỏ 1 năm đi học hỏi mới thành thạo trong việc nuôi dúi sinh sản. Giải thích vì sao chọn nuôi dúi để khởi nghiệp trên mảnh đất quê hương, anh cho biết vì dúi là loại đặc sản thịt thơm ngon, giàu chất đạm nên được thực khách ưa chuộng. Trung bình mỗi năm một con dúi mẹ sẽ đẻ 3 lứa, mỗi lứa từ 2 đến 4 con. Dúi giống trọng lượng từ 1,2 đến 2kg sẽ bán với giá trung bình 800.000 đồng một ký, với dúi thương phẩm khoảng 500.000 đồng một ký. Mỗi năm trang trại của anh thu về hơn 200 triệu đồng, giờ số lượng đàn lên đến 200 con. Theo nhu cầu thị trường hiện nay, đa số khách hàng chủ yếu đặt mua dúi giống là nhiều, còn dúi thương phẩm thì chỉ những con nào không sinh sản được hoặc quá già thì mới bán đi. Một đặc tính người nuôi cần phải biết khi nuôi dúi sinh sản là trong giai đoạn dúi đẻ con thì không được để người lạ đến gần. Trong vòng một tuần mà đi ra đi vô hoài, nghe hơi lạ là dúi mẹ sẽ quay ra cắn con cho đến chết. Và nhiều điểm khó về tập tính vật nuôi cần phải nắm bắt. Nhưng mà điểm bù lại là nguồn thức ăn cho dúi rất là dễ tìm nếu như nắm được nhu cầu của thị trường và có hướng tiêu thụ ổn định. Thì đây cũng là một mô hình đầy triển vọng. Nhắc đến Tây Ninh, ngoài bánh tráng phơi sương muối tôm thì chị Ngọc Như còn nghĩ đến món nào nữa không? Để tôi bật mí luôn, đó là loại trái mà nhiều nhà chọn trưng trong mâm ngũ quả ngày Tết đó chị Ngọc Như. Mâm ngũ quả ở Nam Bộ thì có những loại trái như là cầu, dừa, đu đủ, xoài và sung. Mà nhớ ra ngay đây thì chính là trái mãng cầu ở Bà Đen nổi tiếng khi mà trồng quanh ở chân núi Bà Đen với trái rất là to, thịt dai và có hương vị thơm ngon, rất là đặc biệt đúng không anh Ông Hùng? Vâng ạ. Những đặc điểm nổi trội mà chúng tôi vừa nói có được là do nguồn đất đai khí hậu đặc biệt ở Bà Đen. Dù đã nổi tiếng rồi nhưng mà loại trái cây này đang ngày càng tiếp tục khẳng định thương hiệu bởi sự cải tiến quy trình sản xuất của bà con. Ông Nguyễn Văn Nam ở phường Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh được xem là người tiên phong trồng mãng cầu theo hướng Việt Gáp ở xứ này. Với gần 4 hectare mãng cầu, ông Nam đầu tư quy mô bài bản từ hệ thống tưới tự động, phủ khắp đến quy trình chăm sóc đúng chuẩn. Nếu như trước đây cây mãng cầu chỉ ra trái được một vụ, từ khi áp dụng khoa học kỹ thuật vào chăm bón, bà con đã làm cho cây ra trái quanh năm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng. Ngày thường, mãng cầu chỉ có giá tầm 20.000 đến 25.000 đồng một ký, Tết có khi lên đến 60.000 đồng một ký. Những năm gần đây, mãng cầu hay bị sâu bệnh tấn công nên dễ bị rệt phấn, nứt, có sâu. Trong khi đó, mãng cầu trồng theo quy trình Việt Gáp tại đây có kỹ thuật canh tác tốt, bao trái từ nhỏ nên bảo đảm chất lượng. Hiện đã có mặt tại các hệ thống siêu thị lớn trong nước, còn xuất khẩu sang thị trường Mỹ, Nga và các nước Trung Đông. Xác định mãng cầu là cây trồng có mức độ ưu tiên cao của tỉnh,
nên trong quá trình cơ cấu lại, ngành nông nghiệp tỉnh Tây Ninh đã định hướng sẽ duy trì diện tích đất trồng mảng cầu song song với việc nâng cao giá trị gia tăng. Mặc dù ảnh hưởng bởi Covid-19 khiến cho ngành du lịch của địa phương gặp khó, đầu ra của một số nông sản bị ảnh hưởng, nhưng thiệt mừng là người trồng mảng cầu Bà Đen vẫn sống khỏe ra. Bởi với sự nổi tiếng vốn có mà còn hầu hết sản lượng mảng cầu của các nhà vườn trồng theo hướng sạch, an toàn nên được các thương lái đặt hàng, bà con yên tâm sản xuất. Tiếp tục chương trình là tiết mục Đố vui nhà nông. Xin thông tin lại với bà con câu hỏi đố vui tuần trước. Thị trường xuất khẩu chính yếu của rau quả Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Hàn Quốc, Nhật. Hiện nay có 8 loại trái cây xuất chính ngạch sang Trung Quốc: thanh long, dải, dưa hấu, nhãn, chuối, xoài, mít, chôm chôm. Còn với Mỹ là thị trường khó tính bậc nhất với nhiều yêu cầu khắt khe, nhưng vẫn có 6 loại trái cây xuất sang thị trường này, đó là thanh long, chôm chôm, nhãn, dải, vú sữa, xoài. Như vậy đáp án đúng là đáp án A. Qua đây chúng tôi xin chúc mừng 3 khán giả sau. Khán giả Lê Văn Hồng, ấp Tân Giao, xã Láng Lớn, huyện Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Khán giả Trần Nhân Anh, ấp Phú Thạnh 4, xã Đông Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long. Khán giả Nguyễn Thụy Duy, ấp 4, xã Mỹ Hiệp, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Sau đây là câu hỏi đố vui kỳ này. Tại hội nghị lần thứ 3 về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu ngày 13 tháng 3, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, Nghị quyết 120 được đưa ra tinh thần thuận thiên, thích ứng, nhưng không phải chúng ta giao cho đất trời tác động thế nào cũng được. Từ đây, Thủ tướng chỉ rõ quan điểm chiến lược tiếp cận mới đối với đồng bằng sông Cửu Long để dễ vận dụng trong thực tiễn, gói gọn trong mấy chữ G: A. 4 chữ G, B. 6 chữ G, C. 8 chữ G. Bà con chọn đáp án đúng nhất A, B hay C, sau đó soạn tin nhắn theo cú pháp quen thuộc, họ, tên, địa chỉ, đáp án và gửi về cho chúng tôi theo số máy 02936-299-399. Chúng tôi nhắc lại cú pháp, họ, tên, địa chỉ, đáp án, gửi về cho chúng tôi theo số máy 02936-299-399. Vào sáng thứ Bảy tuần sau, chúng tôi sẽ có câu trả lời gửi đến bà con và cùng xem ai là người may mắn nhận về phần quà từ chương trình. Dạ, chân thành cảm ơn bà con đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại bà con trong bản tin Kinh tế Nông nghiệp ngày mai. Biết chắc chắn là đất mình vụ này có lúa cỏ lúa nền rồi, nó mà không biết làm cách nào để xử lý cho nó triệt để, không biết nữa. Muốn sạch hết lúa nền đầu vụ á, tôi sợ lúa chết dũng dữ lắm, mấy chỗ chủng chủng á lúa dễ chết như chơi. Không muốn lúa chết cùng, mong muốn của bà con sẽ thành hiện thực vì đã có Diệt Mầm. Diệt Mầm với công thức cải tiến phụ gia đặc biệt, hàm lượng chất diệt cỏ cực mạnh và chất an toàn cực cao sẽ diệt triệt để 3 nhóm cỏ, rất an toàn cho lúa. Diệt Mầm không lo chết vũng. Diệt Mầm diệt luôn lúa cỏ, lúa nền. Chỉ cần pha 50cc Diệt Mầm cho bình 16 lít thì đã quản lý cỏ hiệu quả trên đồng ruộng. Phun Diệt Mầm không thấy cỏ xuất hiện, rất hiệu quả. Sử dụng Diệt Mầm không lúa cỏ, không lúa nền, rất hiệu quả, tiết kiệm chi phí. Sử dụng Diệt Mầm rất an toàn, không sợ lo chết dũng. Diệt Mầm 360 ơi sẽ diệt trừ được 3 nhóm cỏ.
không còn sợ nữa, trồng lúa nhẹ không giảm nhiều chi phí, nhà nông đắc ý vì ADC có liều thuốc quý giúp đỡ nhà nông việc có tận mầm. Đầu vụ tôi chọn Việt Nam. Đầu vụ tôi chọn Việt Nam. Đầu vụ tôi chọn Việt Nam. Chúng tôi chọn Việt Mâm. Việt Mâm 360 EC, diệt cỏ tận mâm, không lo chết bụng. ADC mang đến sự tốt lành.